Một bài viết khác của tác giả Trần Trung Đạo mà anh Chi kính mời quý vị theo dõi sau đây. Bán nước để cứu đảng qua hội nghị thành đô. Sau chiến tranh biên giới, Đặng Tiểu Bình thay đổi cấp lãnh đạo, phương hướng phát triển kinh tế và mở rộng ảnh hưởng đến các nước tư bản tự do. Trong lúc đó, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tự cô lập trong chương chính vô sản, lạc hậu trong thời bao cấp, tem phiếu, thu mua để rồi đưa đất nước đến thảm trạng nghèo đói tận cùng suốt thập niên năm 1980. Khi Liên Xô trên đà sụp đổ, không còn ai che chở, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lại lần nữa tìm về nương náu dưới chiếc bóng của đàn anh Trung Cộng. Hội nghị bí mật tại khách sạn Kim Ngưu Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên trong hai ngày, ngày 3 và ngày 4 tháng 9 năm 1990 giữa phía Việt Nam gồm Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh và phía Trung Cộng gồm có Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Hội nghị này thực chất là một cái lễ cam kết một loại công hàm Phạm Văn Đồng khác. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ phân tích một cách chi tiết các diễn tiến dẫn tới sự kiện thành đô trong hồi ký của ông ta. Không ai ngoài Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười và Nguyễn Văn Linh biết chính xác nội dung hội nghị bí mật thành đô. Tuy nhiên, qua thái độ nhu nhược và phản ứng yếu hèn của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trước các hành động chiếm đảo, bắn tàu, cắt dây cáp, giết người tàn nhẫn của Hải quân Trung Cộng và mới đây là bắt bớ hàng loạt người Việt giống lên tiếng nói bất bình, cho thấy nội dung bán nước trong công hàm thành đô nó còn trầm trọng hơn và chi tiết hơn cả cái công hàm Phạm Văn Đồng kia. Trong lễ ký kết thỏa hiệp chiều ngày 7 tháng 11 năm 1991 tại nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, Giang Trạch Dân không quên nhắc nhở đến các cam kết cũ và xác định phương pháp mới trong quan hệ Việt-Trung như còn ghi lại trong diễn đàn kinh tế Việt-Trung như sau hoan nghênh các đồng chí việt nam sang trung quốc hội đàm với chúng tôi các đồng chí là những người thuộc thế hệ lãnh đạo lão thành của việt nam cũng là những người bạn lão thành quen biết của những người thuộc thế hệ lãnh đạo lão thành của trung quốc điều đáng tiếc là đã mười mấy năm rồi chưa được gặp nhau tôi và đồng chí lý bằng một hai năm gần đây tiếp nhận công tác của bậc tiền bối lão thành Thật đúng là trên sông Trường Giang ngọn sóng sau đẩy ngọn sóng trước, trên đời lớp người mới thay lớp người cũ. Nhưng chúng tôi hy vọng giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể khôi phục mối quan hệ mật thiết giữa hai đảng và hai nước do những người lãnh đạo thuộc thế hệ lão thành xây dựng nên. Tại sao, tại sao lãnh đạo Trung Cộng chấp nhận sự quy phục của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam? Bởi vì, thứ nhất, đó là thế hệ chứng kiến sự tranh giành quyền lực giữa các lớp đàn anh. Giang Trạch Dân biết rõ, tham vọng quyền lực đã hòa vào trong mạch máu, trong mạch sống, hơi thở, máu thịt của Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh và cả giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Và cái điều thứ hai, không giống như cái thời Liên Xô chưa sụp đổ, lần này Đảng Cộng sản Việt Nam không còn một con đường thoát nào khác ngoài quy phục Trung Cộng. Và cái điểm thứ ba đó là về an ninh lãnh thổ, Việt Nam là hành lang chiến lược trong vùng Nam Á. Và điểm thứ tư là vào thời điểm những năm 1990, đối tượng cạnh tranh của Trung Cộng không còn là Việt Nam mà là Mỹ, Đức, Nhật. Cái điểm thứ năm, mục tiêu bành trướng của Trung Cộng cũng không phải chỉ có mỗi Hoàng Sa, Trường Sa mà là cả vùng Thái Bình Dương. Đọc hồi ký của Trần Quang Cơ để thấy mặc dù nhân loại sắp bước vào một thiên niên kỷ mới, nhận thức về chính trị và ban giao quốc tế của các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn còn ngây thơ đến tội nghiệp. Năm 1990, khi Liên Xô và các nước Cộng sản Đông Âu như những cánh bèo tan tác ngoài cửa biển mà các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn còn nghĩ đến việc liên kết với Trung Cộng để chống đế quốc Mỹ. Như thế này này. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, đồng sĩ Nguyên còn nhấn vào âm mưu của đế quốc Mỹ sau cuộc khủng hoảng chính trị ở Đông Âu. Và Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa cùng chống âm mưu đế quốc xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, phải cùng chống đế quốc. Và cũng vào cái thời điểm này, Đặng Tiểu Bình đã viếng thăm và ký kết các thỏa hiệp kinh tế chính trị với các quốc gia tư bản như là Mỹ, ký vào năm 79, rồi ký với Anh vào năm 84, cũng như mở rộng hợp tác kinh tế với Đức vừa thống nhất và với cựu thù Nhật Bản. Nhưng mà các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn còn mơ mộng là Trung Cộng sẽ thay mặt Liên Xô dương cao ngọn cờ quốc tế vô sản. Đặng Tiểu Bình không có mặt trong hội nghị bí mật thành đô, dù phía Trung Cộng đã hứa một phần vì y chưa có nguôi cái cơn giận chiến tranh biên giới, nhưng phần khác cũng vì Phạm Văn Đồng đổ mười Nguyễn Văn Linh không xứng đáng là đối tượng thảo luận trong tầm nhìn của y về tương lai Trung Cộng và thế giới, nói chi là về số phận Việt Nam. Sau công hàm thành đô và tái lập quan hệ giữa hai đảng vào ngày 7 tháng 11 năm 1991, các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thay phiên nhau triều cống Trung Cộng. Lê Đức Anh sang Trung Cộng vào ngày 28 tháng Giêng năm 91, Đỗ Mười Võ Văn Kiệt sang Trung Cộng ngày 5 tháng 11 năm 91, và gần như hàng năm thì các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam luân phiên nhau sang Trung Cộng để lập lại lời hứa phục tùng sau khi đặt Đảng Cộng sản Việt Nam trở lại trong vòng kiểm soát, ngày 25 tháng 2 năm 92, Quốc vụ viện Trung Cộng thông qua luật lãnh hải và vùng tiếp giáp, quy định lãnh hải rộng 12 hải lý áp dụng cho cả bốn quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, và quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa. Ba tháng sau đó, ngày 8 tháng 5 năm 92, Trung Cộng ký hợp đồng khai thác dầu khí với công ty năng lượng Creston của Mỹ cho phép công ty này thăm dò khai thác dầu khí trong thềm lục địa của việt nam nằm ở phía tây nam của quần đảo trường sa trung cộng cũng hứa với công ty creston là sẽ bảo vệ bằng vũ lực nếu việt nam can thiệp vào công việc của họ Ngoài các hoạt động khai thác dầu khí trong thềm lục địa của Việt Nam, Trung Cộng còn ngang ngược ra lệnh cấm đánh bắt cá, thành lập các đơn vị hành chánh cấp huyện tại Hoàng Sa và Trường Sa, rồi còn cho phép hải quân Trung Cộng bắn giết ngư dân Việt Nam vô tội vạ. Không phải chỉ có một lần đâu, mà rất nhiều lần. Các lãnh đạo Việt Nam lo cho sự sống còn của đảng Cộng sản. Đáp lại bằng những lời than vãn gần như giống nhau sau những lần Trung Cộng xâm phạm chủ quyền. Tại sao Trung Cộng không ngang ngược với Philippines, Mã Lai hay Brunei cũng là những quốc gia đang tranh chấp chủ quyền ở trường Sa đấy? Bởi vì các quốc gia đó thật sự có chủ quyền chính trị, chính phủ trong sạch được bầu lên một cách hợp pháp, có nhân dân hậu thuẫn, có quốc tế kính trọng, có nhân loại cảm tình. Một chiếc tàu đánh cá treo quốc kỳ Nhật hay quốc kỳ Phi làm hải quân Trung Cộng e dè kiên nể trong lúc tàu đánh cá mà treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam thì lại trở thành mục tiêu tác xạ. Thật vậy, với một bên quyết tâm trả thù cho 100 năm sỉ nhục bằng chủ trương bành trướng khắp thế giới và một bên chỉ mong được tiếp tục đè đầu cởi cổ chính đồng bào của mình. Lãnh đạo Trung Cộng rất yên tâm vì họ biết rõ ngày nào mà đảng Cộng sản còn cai trị nhân dân Việt Nam thì ngày đó Trung Cộng còn chi phối được Việt Nam. Nikola de Christophe, và Sherry Wooden, đồng tác giả của cuốn Trung Hoa thức dậy, nhận xét rằng xung đột có khả năng cao nhất sẽ dẫn đến chiến tranh tại Á Châu là xung đột về các quần đảo trong biển Đông. Vì đặc điểm địa lý chính trị, chiến lược quân sự và là quốc gia duy nhất trong số các quốc gia tranh chấp đã trực tiếp hy sinh xương máu trên hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam được hầu hết các nhà phân tích nhận xét là điểm xuất phát của một cuộc tàn sát chưa từng thấy ở Á Châu để đối phó với một trung cộng đầy tham vọng hầu hết các quốc gia có quyền lợi trong vùng như nam dương tức indonesia mã lai philippines đang làm mọi cách để phát triển kinh tế, tăng cường khả năng quốc phòng hầu ngăn chặn cái bàn chân Trung Cộng. Học sinh các lớp sử thường đọc Mạc Đăng Dung đã cắt đất Vĩnh An, An Quảng gồm 6 động dân cho nhà Minh để thuộc vào Châu Khâm như đã ghi Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Sự kiện đó chưa hẳn đúng vì việc sử thông giám cưng mục viết Nay xét khâm châu chí của nhà Thanh chỉ thấy chép đời gia tỉnh từ năm 1522 đến năm 1566 thì Đặng Dung nộp trả năm động ti phù, la phù, cổ Sâm liễu cát và kim lạc mà thôi chứ không có thấy nói đến động an lương lại tra cứu đến quảng yên sách thì động an lương hiện nay là phố an lương thuộc châu vạn ninh của nước ta mặt Đặng dung trong hoàn cảnh hai đầu đều có đề. trước đây sử gia lê văn hưu đã thốt lên câu đức ruột trong đại việt sử ký toàn thư xin trời vì nước Việt ta sớm sinh thánh nhân tự làm đế nước nhà. Nếu sử gia sống trong thời đại này, hẳn Ngài sẽ đổi thành, xin trời vì nước Việt ta sớm đánh thức nhân dân để họ biết đứng lên tự làm chủ nước nhà.